Quý vị đạo hữu, ở video trước mình đã giới thiệu cho quý vị đạo hữu biết tìm hiểu như thế nào là con trỏ ở trong Go. Thì cái video này giống như là một cái bonus thêm cho quý vị đạo hữu rõ hơn một chút xíu về cái gọi là value type và reference type. Bây giờ mình sẽ viết một cái ví dụ cho quý vị đạo hữu cùng xem, rồi sau đó mình cùng đi phân tích để tìm hiểu coi cái gì gọi là value type và cái gì gọi là reference type. Ở đây mình lấy ví dụ này là mình có một cái slide, nó là một cái slide string, nghĩa là một cái mảng string 4 phần tử, là xin chào đạo hữu. Thì khi mà mình in cái xin chào đạo hữu này ra thì nó ra đúng là xin chào đạo hữu ở đây, đúng không các bạn, các đạo hữu thấy không? Rồi thì tương tự mình sẽ viết một cái function gọi là đổi câu chào, thì thay vì chào đạo hữu thì bây giờ mình đổi lại thành chào huynh đài. Thì mình sẽ đưa vào một cái slide và mình thay đổi giá trị của hai cái phần tử ở bên trong cái slide đó. Vậy đây, và mình sau đó mình sẽ gọi cái function này luôn nha. Đổi câu chào và đưa vào cái chào slide này. Vậy thì trong trường hợp này quý vị đạo hữu thử nghĩ, các đồng đạo thử nghĩ coi là nó sẽ in ra cái gì. À, mình đếm từ 1 tới 5 cho các đạo hữu có thời gian suy nghĩ nha. 1, 2, 3, 4, năm. Rồi bây giờ mình chạy nha, coi có đúng như giống những gì mà các đạo hữu đã nghĩ hay không ha. Rồi trong trường hợp này nó lại in ra ô xin chào huynh đài. Vậy có nghĩa là tại sao luôn ở cái video trước á, mình đưa một cái struct vào ở trong function, nghĩa là mình nói là mình gọi là gì ta, pass by value, có nghĩa là mình đi copy cái giá trị đó vào một cái vùng nhớ khác, mà nếu mà mình có sửa đổi gì đó thì mình cũng sửa đổi ở trong cái vùng nhớ đó. Thì tại sao cái slide này về mặt lý thuyết có nghĩa là nó phải copy một cái đống giá trị này, đúng không ạ? Nó copy vào một cái vùng nhớ khác, sau đó nó thay đổi lại, thay đổi ở trong cái vùng nhớ đó, thì cái chào slide này về nguyên tắc nó vẫn phải giữ nguyên, đúng không? Đó là theo suy nghĩ của mình. Nhưng mà hả? Theo suy nghĩ đơn giản ở phía trước, cái bài trước mà mình đã nói, nhưng mà ở đây nó lại là xin chào huynh đài. Tại sao vậy? Đó là do ở bên dưới, ở phía bên dưới của slide á, nó không đơn giản chỉ là một cái mảng bình thường, thì có 4 cái giá trị mà thằng slide nó sẽ được lưu trữ theo kiểu này. Có nghĩa là khi bạn khai báo một cái slide thì nó có một cái pointer, một cái con trỏ, nó trỏ tới cái phần tử đầu tiên của cái mảng mà mình khai báo, và nó là có thêm cái gọi là cái capacity, nghĩa là cái sức chứa, cái khả năng chứa của cái slide này và cái độ dài hiện tại của cái slide đó. Ở đây cái mảng mình khai báo lúc ban đầu nó có 4 phần tử là xin chào đạo hữu. Thì cái slide này nó có một cái pointer đầu tiên này, nó sẽ trỏ vào cái phần tử đầu tiên của cái mảng đó. Đó thì đây là cái cấu trúc mà ở bên dưới nó lưu trữ một cái slide là như vậy, nó xử lý một cái slide nó sẽ xử lý như vậy. Thì quay lại cái demo của mình. Ở đây mình đem một cái slide vào một cái function, thì đúng theo cơ chế pass by value, copy toàn bộ cái value đó vào cái vùng nhớ khác. Trong trường hợp này nó copy toàn bộ cái slide này, đúng không các bạn? Nó copy toàn bộ cái slide này, nó copy ra một cái vùng nhớ khác, đúng không? Xin để mình vùng nhớ ở đây, và cái slide này slide 2 mình đổi màu cho nó luôn cho các bạn dễ phân biệt ha. Rồi đây là cái slide thứ hai, và cái
pointer này nó vẫn đúng bằng cái giá trị đó, nó đúng bằng cái giá trị mà hồi nãy mình copy qua, có nghĩa là cái pointer này nó cũng chứa cái địa chỉ của cái phần tử thứ nhất trong mảng rồi. À, các bạn tới đây các bạn thấy nó hiểu hiểu chưa, là hiểu hiểu chưa đó. Vậy thì trong trường hợp này vô tình khi mà mình sửa cái phần tử thứ ba và thứ tư ở trong mảng này đó, ở trong trong mình dùng cái slide đã được copy này, mình thay đổi cái giá trị thứ thứ ba và thứ tư này thì cũng chính là mình đang thay đổi cái ông slide đầu tiên luôn, nghĩa là tại vì hai ông này đang trở về cùng một cái array. Đó, các bạn nhìn cái hình, nhiều khi mình nói các bạn không không có rõ được, nhưng mà các bạn nhìn cái hình là các bạn hiểu đúng không? Cả hai ông đó, hai cái slide là cái slide gốc và cái slide được copy qua cái cơ chế pass by value, nó đều trở về cùng một cái mảng. Do đó cho dù là các bạn thay đổi giá trị nó ở bên ngoài hay là bên trong, như thay đổi giá trị của anh slide màu xanh hay là anh slide màu cam, thì nó đều thay đổi cái mảng bản giá trị gốc của cái array này đó. Đó là lý do tại sao mà khi mình thay đổi giá trị ở đây thì khi in ra cái slide chào slide này nó cũng bị thay đổi giá trị. Cái này, cái slide này trong trường hợp này đó, ở trong Go thì nó được xem như là một cái gọi là reference type, nghĩa là một cái loại tham chiếu, chứ nó không phải nó đơn thuần là nó lưu giá trị. Và ở đây mình có một cái bảng cho các bạn phân biệt chia ra được cái gì là đâu là loại mà giá trị và đâu là tham chiếu. Thì những cái kiểu dữ liệu căn bản như là int, float, string, bool và cái kiểu dữ liệu struct thì nó chính là cái thuộc dạng về value type, có nghĩa là bản thân nó chỉ là một cái value, đơn thuần là cái value thôi. Khi bạn cầm nó, bạn đưa vào function, nó sẽ copy cái value đó vào một cái vùng nhớ mới, và muốn thay đổi giá trị bên trong đó, trong bên giá trị của nó thì mình phải dùng con trỏ. Nếu muốn thay đổi giá trị của nó ở bên bên trong cái hàm đó thì mình phải dùng con trỏ. Còn ở phía bên này nó là reference type, nghĩa là kiểu tham chiếu, nghĩa là sâu ở bên dưới, nghĩa là cách mà Go nó implement ở bên dưới, nó đã là một con trỏ rồi. Thì khi mà mình xử lý với những cái kiểu dữ liệu này, cụ thể đây là slide, những cái map map channel, thì hai cái này mình chưa giới thiệu trong cái chương trình này, chưa giới thiệu trong những cái video trước, nhưng mà sau này mình sẽ giới thiệu, video sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái này ha. Map channel, pointer thì là con trỏ thì mình đã nói qua rồi. Function thì đây cũng là một cái kiểu dữ liệu đặc biệt, nó chính là một cái hàm luôn á, nó cũng là một kiểu đặc biệt thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Nhưng mà cái ở đây mình chỉ muốn nhấn mạnh cho các bạn biết là trong trường hợp mà nó thuộc về những cái kiểu dữ liệu này thì nó là reference type, và lúc này mình không cần tới quan tâm con trỏ chi, mà mình cứ đưa nó vô function rồi mình lấy mình xài mình thay đổi tè le luôn là nó chạy đúng luôn, không cần quan tâm tới con trỏ đó. Đó, đây chính là sự khác nhau giữa value type và reference type. Mặc dù cơ chế của Go default vẫn là pass by value, nhưng mà nó sẽ có chia ra là value type và reference type. Các bạn nhớ phân biệt rõ chỗ này ha. Rồi, video tới đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau.